tất cả các bạn à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa bỏ phân vùng uh, windows bootcamp thì thông thường đó các bạn khi chúng ta sử dụng macbook uh, có rất là nhiều bạn uh, sẽ cài đặt hệ điều hành windows song song dựa trên bootcamp nhưng sau một thời gian sử dụng thì chúng ta không còn nhu cầu sử dụng windows nữa thì chúng ta cần xóa bỏ nó đi để cho nó nhẹ nhàng hơn hoặc là chúng ta sẽ có nhiều dung lượng hơn ở trong cái uh, hệ điều hành macOS của chúng ta thì làm sao để làm được cái việc này thì xin mời các bạn cùng xem với mình nha. Trước hết chúng ta sẽ vào à uh, launchpad nha các bạn, chúng ta sẽ vào đây. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần search, chúng ta sẽ tìm là boot nè, là viết tắt đó. chúng ta sẽ chọn là boot camp assistant, chúng ta sẽ chọn ở đây. Sau đó các bạn thấy một cái menu hiện ra thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nhấn continue thì lúc này nó sẽ có một cảnh báo hiện ra là nếu như chúng ta nhấn nút restore để mà remove cái 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 phân vùng windows này thì à, tất cả không gian của cái phần phân vùng đó sẽ được à, chuyển về cái ổ đĩa à, mà chúng ta đang sử dụng cho mac os và khi đó thì toàn bộ cái dữ liệu trên cái hệ điều hành windows của chúng ta đang sử dụng sẽ mất hết. Mình nghĩ thì trước khi chúng ta làm cái thao tác này, các bạn nên à, khởi động lại và vào windows và các bạn nên copy tất cả những dữ liệu quan trọng mà chúng ta đã làm ở trên windows ra rồi sau đó chúng ta mới làm cái bước này nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhấn restore thì lúc này nó sẽ xóa hết toàn bộ cái à, hệ đình windows của mình. Ở đây mình sẽ cần phải nhập password vào ok trên màn hình thì có nghĩa là chúng ta đã thực hiện cái việc xóa cái phân vùng windows trên bootcam thành công nha các bạn và toàn bộ cái dung lượng của cái phần bootcam này nó sẽ được chuyển về cái ổ đĩa chính bây giờ mình sẽ mở cái uh, ổ đĩa của mình ra cho các bạn xem đây đây là đây mình sẽ truy cập vào wow. đây mình sẽ truy cập vào mắt nè sau đó mình sẽ có cái ổ đĩa là ổ đĩa mắt OS nè các bạn thấy không ạ à? mình sẽ get info thì đây là toàn bộ cái dung lượng cũ từ cái ổ đĩa boot ở đây được chuyển về cái ổ đĩa này cho mình rồi thì cái cách mà xóa bỏ đi cái phân vùng boot cam rất là dễ tuy nhiên các bạn cần phải cẩn trọng là trước khi chúng ta làm những thao tác này các bạn hãy backup hết dữ liệu trên Windows ra rồi sau đó chúng ta mới làm à, mình chúc các bạn thực hiện thành công nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình à, các bạn hãy cho mình xin một like nha và một đăng ký nếu có câu hỏi và những thắc mắc gì hoặc đóng góp các bạn vui lòng comment phía bên dưới mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào